โอ้แบบก็ดีกับแกมึงจู้ยอมเอาสีมาดู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 เราจะได้อังเขาไปจุ่มบ้าก็เลยยิ่งแย่ยิ่งไม่ยังไม่จุ่มบ้าก็เหมือนมันมากเท่าไหร่ไทยมามาเด็ดดิโอ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงซิมบุกจิกกองเนเนเนเนเนเนจับมาจับเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บไทยมวยไทยมวย20 chị lấy chưa? Mướn rồi bây giờ mình trả lại khỏi lòng 20 rồi mướn rồi. Mà ta đâu cầm cái này 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 cầm cái này. Dạ không có cây chấm chờ cho nên là ngon lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình phải mở cái này. Phải mở năm cái mở cái này. Nhưng mà đi, nhưng mà đi, nhưng mà đi, nhưng mà đi. Chụp máy nó không nghỉ. Dạ thứ ơi, nặng, trẻ, muốn nghiêng người luôn. Dạ thứ ơi, dạ thứ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội đội mình đó hả? Anh nhìn lạ quá. Tưởng lạ. Cảm nghĩ thế nào? Cảm nghĩ mình không là hạt cát như so với Đức Phật hết trơn. Dạ. Có nhiều điều còn nghĩ thôi. À, dạ. Vui ha. Vui vui. Chắc cái chỗ nãy đó, chỗ nãy là vô dừng xuống, bỏ xe xuống kẹo cái bộ lên. Chị là Phật. Anh giống mà là mày. Anh giống hả? Anh giống hả? Thử người này coi. A Di Đà Phật. Không được, không được. Hello. Hello, hello. Wow. Ê, ba, đã có chân quà ăn đi bộ tổng nghiệp lắm. Đi bộ hay đi gạo kiểu? Không có kiểu, mà dưới này kiểu lên nhiều lắm. Chị cho quà ăn đi. Cô khỏe quá, cô không cần nhảy luôn. Không chút không cho nữa. Chút không cho nữa. Cô ra, cô ra, cô đi cách hơi cô. Anh đi chơi nha. Nó làm gì vậy? Đúng hả? Thằng Lâm rồi. Sorry, but it's good. Okay. Ủa, kiểu đâu? Cô lắm đi bộ hả? Ừ, anh lên chân nhỏ rồi. Ra gặp quà ăn không á. Chân kia kìa, chân kia kìa, đầu tiên hết chân kia kìa. Khỏe. Khỏe. Khỏe, vui vẻ. Rất là vui. Rất là tốt. Quá vui luôn. Dạ. Chị Loan. Phát biểu cảm tưởng đi làm sao rồi? Rất là vui, rất là hoan hỷ. Các bạn nên đi. 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 Đi
tâm đắc đây nhị tôn giả xa lời Phật tam bái. Đàn ông vợ vợ tổ đây. Chúng tôi sẽ cố mệt tôi cứ ngồi nghỉ, không có cần cố. Nếu mà sao lên thuốc được chứ? Mọi Yeah.
thân đại minh tất cả chúng con bằng tâm độc tùng đại thừa bát nhã tâm kinh lễ Phật nguyện phát nguyện nguyện đem công đức lòng đầy hồi hướng tất cả Phật tử hiện diện được tai ấp tiêu trừ quan thiên giúp sạch bền căn thiên vàng gia quyến lòng tin tâm vào càng sâu tâm từ đối chúng sinh tâm trường các nguyện hướng ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp tình hướng tam độ giúp sạch nạn nam mô Phật Nga Bồ ยถาคตมีอายังอาธรรมะสาธุเดชมาสิทธิ์ต่อที่มีมาต้องเคยปัญญาในปัญญาที่ผู้ยากได้ว่าน้อยแรงเอาไว้ได้ชื่อเดิมหกงานในจำวีได้trong cái pháp hội đó thì mình chỉ biết là nghe vậy thôi và biết đây là trong cái định định tu này và trong kinh Pháp Hoa thì quý Phật tử biết cái trọng tâm kinh Pháp Hoa là nói rằng Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là gì, đó là khai thị ngộ nhập, tức là để cho vì chúng sinh để khai thị ngộ nhập cho chúng sinh. Thì như vậy khai tức là mở bài, thị tức là chỉ, và nhập tức là để cho quý Phật tử tất cả chúng ta trải nghiệm và sống được, tức là chỉ ra, chỉ bài và mình ngộ, mình để mình sống. Như vậy là khai thị ngộ nhập tri kiến, tức là tri kiến là cái tri kiến Phật, chứ không phải là nhiều người dịch thì mình nghe mình đọc nghe nó là ngộ nhập tri kiến của Phật, phải không? Không có chính xác. Mà Phật đây là tánh giác, mà tánh giác thì mỗi người chúng sinh ai cũng có tánh giác, chỉ cho mình, mở bài cho mình, chỉ cho mình thấy ra và mình trở về để mình thể nhập vào cái tánh giác đó, gọi là ngộ nhập tri kiến Phật. Tri kiến là cái thấy biết như thực, mà cái thấy biết như thực thì quý thầy mấy bữa trước cũng đã nói sơ rồi, đó là mình thấy sao thì mình thấy nó như vậy, thì đó gọi là tri kiến. Thank you.
รักการแล้วแต่ใจนะได้ทำบัตรไหนนะไหนเกี่ยวอะไรไปยั่วมาเกี่ยวอะไรอะไรไม่ได้บอกเลยจะแข่งกับใครกัน